Điều kiện phải có để theo Đức Giêsu. Ma-thêu chương 16 từ câu 24 đến câu 28. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị. Con đường của người môn đệ thầy Giêsu là con đường không êm ả. Ngay sau khi thầy Giêsu loan báo lần đầu về số phận sắp đến của mình, Ngài đã nói đến số phận của các môn đệ. Họ được mời chia sẻ cùng một thân phận với thầy và như thầy. Thầy trò sẽ phải đi qua con đường hẹp, con đường của khổ đau và cái chết. Nhưng cuối cùng con đường ấy dẫn đến phục sinh. Phục sinh, sự sống, niềm vui sẽ chiến thắng. Chiến thắng ấy chỉ mua được bằng khổ đau và cái chết tự nguyện. Như thế, điều kiện để giữ được sự sống đời sau là dám mất sự sống đời này. Đây thật là một liều lĩnh của đức tin. Vì nếu không thực sự tin vào đời sau thì chẳng ai muốn thả mồi bắt bóng. Cuộc đời này có nhiều điều chân thiện mỹ, có nhiều giá trị đáng trân trọng, nhưng lắm khi cũng phải hy sinh chúng cho những giá trị lớn hơn. Cho Đấng là chân thiện mỹ, là giá trị của mọi giá trị. Cái tôi của tôi là một giá trị lớn, là quà tặng độc đáo Chúa ban cho tôi. Chẳng có hai cái tôi giống nhau dưới mắt Chúa. Cùng với cái tôi, Chúa ban cho tôi tự do, lý trí, trái tim, thân xác. Chúa còn ban cho tôi vũ trụ vật chất với bao tài nguyên để tôi sống nhờ, và cả một thế giới với bao cái tôi khác để tôi sống với như anh em. Cái tôi là món quà quý nhất Chúa ban cho tôi. Cái tôi cũng là món quà quý nhất tôi có thể dâng lại cho Chúa. Nhiều tôn giáo nói đến từ bỏ cái tôi, phá chấp ngã. Đức Giêsu cũng mời bất cứ ai muốn bước theo Ngài phải từ bỏ chính mình. Không phải vì cái tôi của mình là xấu xa, đáng ghét, nhưng chỉ vì nó chỉ là thụ tạo trước mặt Đấng tạo hóa đã dựng nên nó. Từ bỏ chính mình là đặt mình ở dưới Thiên Chúa, không coi mình là trung tâm, và để cái tôi của mình trọn vẹn tùy thuộc vào ý muốn của Ngài. Thầy Giêsu đã sống từ bỏ mình như vậy trong suốt cuộc đời trần thế.
Ngài luôn sống như một người con thảo, một người được cha sai. Lạ thay, chính lúc từ bỏ mình, múc cạn chính mình, hủy mình ra không, thì Ngài lại được phục hồi chính mình và được siêu tôn trên mọi sự. Trong Kitô giáo, cái tôi được thanh luyện nhưng không bị loại bỏ. Cái tôi ấy cũng không bị Thiên Chúa nuốt chửng hay hòa tan. Ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Như thế, từ bỏ mình là cách duy nhất để giữ mình cho toàn vẹn. Chẳng thể nào yêu mến và phục vụ lại không gắn liền với việc từ bỏ mình. Có khi từ bỏ một định kiến hay tự ái, một quyền lợi hay ảnh hưởng riêng, cũng khó như một hy sinh mạng sống. Vác thập giá của mình là vác cái nặng của bổn phận mỗi ngày, vác yếu đuối của người anh em mỗi ngày, vác cuộc đời mình mỗi ngày. Thầy Giê-xu đòi chúng ta vác thập giá của mình mà theo Thầy cho đến chết. Vì Thầy là con Thiên Chúa, vì Thầy đã lấy lại được sự sống, nên chúng ta tin tưởng vác thập giá bước đi sau Thầy. Lạy Chúa Giêsu, trước khi con tìm Chúa, Chúa đã đi tìm con. Trước khi con thấy Chúa, Chúa đã nhìn thấy con. Trước khi con theo Chúa, Chúa đã đi theo con. Trước khi con yêu Chúa, Chúa đã mến yêu con. Trước khi con thuộc về Chúa, Chúa đã thuộc về con. Trước khi con phụng sự Chúa, Chúa đã phục vụ con. Trước khi con từ bỏ mình vì Chúa, Chúa đã nộp mình vì con. Trước khi con sống và chết cho Chúa, Chúa đã sống và chết cho con. Trước khi con đặt Chúa lên trên hết, Chúa đã coi con là hạnh phúc tuyệt vời của Chúa. Lạy Chúa Giêsu là Thầy của con. Chúa luôn đi trước con. Chúa làm trước khi Chúa dạy. Con hiểu rằng mọi điều Chúa đòi hỏi nơi con đều chỉ vì lợi ích vĩnh cửu của con mà thôi. Xin cho con đón nhận những cắt tỉa của Chúa với lòng biết ơn và rất nhiều tình yêu. Amen. Ngày 9 tháng 8, Thánh Edith Stein. Ngài sinh năm 1891, mất năm 1942. Edith Stein, một nữ tu Camilo thánh thiện, một triết gia uyên thâm và một văn sĩ sáng giá. Không những Ngài có ảnh hưởng lớn ở thời ấy
mà ngày nay ảnh hưởng ấy đang lan tràn trong giới triết gia và trí thức ở Đức cũng như trên toàn thế giới. Ngài là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai coi thánh giá ngàn di sản, và cuộc đời Ngài được dâng hiến cho sự đau khổ và bách hại của dân tộc Do Thái. Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1891 trong một gia đình Do Thái ở Breslau, nước Đức. Ngay từ nhỏ, Edisten đã chứng tỏ năng lực học hỏi lạ thường, và vào lúc bắt đầu Thế chiến thứ nhất, Ngài đã học xong triết và ngữ văn tại Đại học Breslau và Göttingen. Sau cuộc chiến, Ngài tiếp tục cao học tại Đại học Freiburg và lấy bằng tiến sĩ hạng ương về triết. Sau đó, Ngài làm giáo sư phụ tá và là cộng tác viên của giáo sư Husserl, cha đẻ của hiện tượng học và cũng là người có ảnh hưởng lớn đến tư duy của thánh nữ. Trong tất cả các ngành học hỏi, Edisten không chỉ tìm kiếm chân lý mà còn đi tìm chính chân lý, và Ngài đã tìm thấy ở giáo hội công giáo sau khi đọc tự truyện của thánh Teresa Avila. Edisten được rửa tội vào ngày đầu năm 1922. Sau khi trở lại đạo, Edith dùng toàn thêm giờ để dạy học, diễn thuyết, viết lách và thông dịch. Và không bao lâu, Ngài trở nên một triết gia và tác giả nổi tiếng. Nhưng điều Ngài khao khát là cuộc sống cô độc và tịnh niệm của dòng Camilo, là nơi Ngài tận hiến cho Thiên Chúa và người dân của Ngài. Trước khi Đức Quốc xã bách hại người Do Thái, khiến Ngài phải ngưng mọi hoạt động, thì cha Linh Hướng đã đồng ý để Ngài giam nhập dòng Camilo hèn mọn ở Cologne, Lindenthal, vào tháng 10 năm 1933. Vào tháng 4 năm kế tiếp, Ngài được mặc áo dòng và lấy tên là Teresa Benedicta của Thánh Giá. Vào Chủ nhật Phục sinh năm 1935, Ngài khấn trọn. Khi sự bách hại người Do Thái gia tăng mãnh liệt và điên cuồng, Sơ Teresa Benedicta nhận thấy sự nguy hiểm khi có mặt tại nhà dòng Camilo ở Cologne, và Ngài đã xin phép bề trên di chuyển đến một tu viện ở ngoại quốc. Vào đêm 31 tháng 12 năm 1938, Ngài bí mật vượt biên đến Hòa Lan, là nơi Ngài được tiếp đón một cách nồng nhiệt vào dòng Camilo ở Ech. Ở đây, Ngài sáng tác văn bản sau cùng là Thánh Giá Học. Chính Thánh Giá của Ngài thì ở trước mặt, vì lúc ấy Đức Quốc xã đã xâm lăng Hòa Lan, và khi các giám mục Hà Lan công bố lá thư mục vụ phản đối việc trục xuất người Do Thái và đuổi các học sinh Do Thái ra khỏi trường công giáo, thì Đức Quốc xã ra lệnh bắt giữ mọi người công giáo thuộc gốc Do Thái ở Hòa Lan. Sơ Teresa Benedicta bị bắt vào ngày 2 tháng 8 năm 1942 và được chở đến trại tử thần Auschwitz. Ngài chết trong phòng hơi ngạt ở Auschwitz ngày 9 tháng 8 năm 1942. Và ngày 1 tháng 5 năm 1987, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ hai tôn phong chân phước cho Sơ Teresa Benedicta, và sau cùng Sơ được phong thánh ngày 11 tháng 10 năm 1998. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.